Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay là tập 3 của game Crown City. Thì hồi nãy mình mới thấy game hình như nó có update lên. Nó mới cập nhật mới, làm mới game sao? Ủa sao sao mới lên mà level 11 rồi nhờ? Yes. Ui, level 12. Ủa sao vậy ta? Sao vậy ta? Tự nhiên mới vào game mà được nâng lên 2 cấp gì trời? Wow, có tính năng mới nè. Cái gì đây? Đấu trường, à đấu với bạn bè. Ui cái ông này, cái ông Fredrik Larsen gì. Ôi toàn người nước ngoài thôi mọi người. Cái game này sao thấy toàn người nước ngoài thôi. Nếu mà cũng có người Việt Nam chơi nhưng mà chắc tại mình không gặp được á. Cái này là ranking. Cái này là đa số người nước ngoài thôi, 199 cúp. Là trong đấu trường của mình hết ta. Còn cái này là friend thì không có ai hết. Còn cái này là top master. Là chắc là đứng top ấy. Là mấy người này chơi khá là VIP ha. Nếu mà mình bấm file thì chắc có lẽ mình sẽ đấu với ông này. À thôi, chưa đấu đâu, mới vào game mà đấu đá gì. Ui, lại thêm một tính năng mới nữa nè. Một cái cây. Cái gì đây? Summon. Game này mà mọi người chơi từ từ là mở hơi bị nhiều tính năng luôn á. Mình mới level 12 thôi mà mở khá nhiều rồi nè. Cái này là máy chủ tự lướt nha, chứ mình không có lướt kiểu này đúng chậm luôn. Mình mà lướt là mình kéo nhanh rồi. Nó cái này là chắc là mình tích đủ bao nhiêu. Đây nè. À, một quả trứng cấp VA, ba hệ luôn. Wow, tức là mình tích đủ số lượng là mình sẽ nhận được một cái trứng rồng. Đây, mình có thể đem đi up nữa ha. Đây hát. Rồi, ok. Cái này bỏ qua một bên đi, giờ mình đi up cái trứng của mình trước. Ui. Cái này play à, đúng rồi, cho nó về chuồng cái. Ấy, con rồng này là hồi hôm trước mình like được nè. Bây giờ up xong rồi mình sẽ cho nó ăn để tiến hóa xem hình hài thứ hai của nó. Con này là cấp R và hai hệ đất và hệ điện thôi. Đây bây giờ mình sẽ up cái trứng này. Hát. Rồi đó, bao nhiêu? 19 phút à. 19 phút nữa là mình sẽ nhận con rồng cấp VR đầu tiên. Cái này cũng là một cái sự kiện mới hay sao ấy. Bỏ qua một bên. Coi em. Ui, sao mới vào mà được nhận rồi nè. Được nhận một quả trứng gì đấy nè. Không, nhiều khi nó để biểu tượng vậy thôi chứ mọi người mở ra cái gì không à. Wow, ui. Hên vậy. Wow, mới vào game mà. Ui, hôm nay nhân phẩm tốt hay sao mọi người. Cái này là một sự kiện mới nha. Đó là lướt càng về sau là có rồng, có gì các kiểu luôn. Mà không biết mọi người hiểu không ha. Đây, cái cơ chế hoạt động là như thế này. Mọi người tích đủ cái màu xanh xanh hình thoi. Thì tích đủ bao nhiêu thì nó sẽ chạy tới cái cây bao nhiêu. Ví dụ như tích đủ 35 thì sẽ chạy tới đây. Rồi tích từ 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 rồi mọi người sẽ nhận được một phần quà đó. Cái hồi nãy là mình nhận được một con rồng ấy anh em. Đây nè, một con rồng cấp gì thì mình không biết nữa, nhưng mà bán ra với giá là 400k. Con này là con đỉnh nhất từ trước tới giờ luôn á. Hình như nó là cấp E á, tại hồi nãy quả trứng nó để là cấp E. Là cấp E là chỉ thua cấp L với Heroic thôi. Nhưng mà nó mạnh hơn cấp VR. Wow, một ngày mà mình sở hữu hai quả trứng, một trứng là cấp VR và một trứng là cấp E. Quá đỉnh luôn. Cái này là nếu muốn tiếp tục hoạt động thì phải xem ba cái quảng cáo rồi sao. Bỏ cái đó qua bên đi. Wow, à mình được nhận một cái treasure nữa nè. Treasure là kho báu, collect now. Đó, coi xem nhận được gì. Kim cương, nhưng được 2 kim cương mọi người à. Kim cương trong các game này thì hơi bị khó kiếm luôn. Để mình xem sự kiện này chơi được không. Cái này mình khá là thích chơi nhưng mà à mình chỉ có 3 thôi mà nó cần tới 5 lần chơi vẫn không được luôn. Đang mở khung limited, có giới hạn. Wow, nếu mà mình đi tới đây mình lấy cái đầu đỏ này thì mình nhận được có 1 à. Nhận hơi bị ít luôn á. Mình thì hiện tại chỉ có 2 cái đầu đỏ thôi. Thôi mà không cần lấy làm cái gì đâu. Còn cái này thì đi cùi quá. Cái này tốn 450 mà đi nhận được cái màu tím tím nè. Mọi người thấy không? Cái màu tím tím đó. Cái này nhìn theo màu sắc á nha mọi người. Còn con này thì nếu mà đi thì mình sẽ nhận được quả cà chua. Thôi quả cà chua không im lắm đâu. Cái này mà đi thì nhận được cái đầu đỏ. Có 3 con rồng hay gì à. Có 3 con rồng thôi, 3 đường để đi thôi.
Nếu mà đi đi đường này, mọi người nhận được cái gương này thì nó sẽ chứa cái quả cầu á, nó ghi là ORB ấy. Nếu mà mọi người tích đủ cái ORB đó thì mọi người sẽ nhận được một quả trứng, giống như mình hồi nãy mình nhận được một quả trứng cấp VR. Sự kiện này thì nhìn hơi rối con mắt một xíu, nhưng mà mọi người chịu tải game mà chơi trải nghiệm thử thì mọi người sẽ hiểu mình nói những gì. Tại vì không có chỉ được cho mọi người hiểu á, mình chỉ có thể diễn tả bằng lời nói thôi. Đấu trường lại có thêm một số sự mới mẻ nữa rồi. Mấy cái này là cũng là sự kiện luôn ấy, tại vì nó có thời gian nè. Một cái là diễn ra trong một ngày, một cái diễn ra trong 3 ngày. Đây, để mình cho mọi người xem lại cái cây này ha. Nó là giống như mọi người tích đủ cái ORB là cái quả cầu đó mọi người. Quả cầu màu vàng, màu cam, màu tím các kiểu con đà điểu đó. Mọi người tích đủ là mọi người sẽ nhận được một con rồng. Như là cái này mình đã tích được 60 trên 100 nè, cái này 50 trên 100. Nếu mà mình tích đủ 100% mình sẽ nhận được một con rồng cấp E hay là cấp gì đó. Ok, bây giờ mình sẽ thử đi đánh ở trong cái đấu trường, cái này mình mới mở hồi nãy nè. Bây giờ mình sẽ đánh với cái ông này. Ok, không biết tên đâu. Cái tên toàn là tiếng Anh thôi. Wow, cấp 9 ngang nha thôi. À, có một cái chiêu mới mọi người à. Ha kha gì đấy. Nửa cây máu luôn. Ui, chiêu này mạnh nha. Chỉ trừ 892 máu. Trời, cô ơi. Kỳ này mình win nữa rồi mọi người à. Cứ cái chiêu này chơi tới thôi. Lại mình được mở một cái chiêu mới nữa đó. Còn một cái chiêu cuối cùng mình chưa được mở. Nó tới 4 chiêu lận. Mình mới mở được 3 chiêu à. Con này level 6 rồi. No damn luôn. Ừ, cũng đỡ đi. Còn cái chiêu cuối cùng mình chưa được mở ha. Mình ơi, chỉ sử dụng được 3 chiêu thôi. Ui, con này còn một ít máu nữa. Mà không trừ hết. 755 máu. Mấy con này đánh máu mình khá là ít ha. Đại rồng mình nó cũng mạnh lên xíu rồi đó. Từ từ mình sẽ sử dụng con rồng cấp VR và con gầm cấp E vô nữa là đỉnh của chớp luôn. Có điều rồng Heroic thì mình chưa được. Không biết khi nào có sự kiện rồng sở hữu rồng Heroic. Lúc đó mình sẽ cày để mà ráng lấy con rồng Heroic đầu tiên. No đêm. Trời, con này level 7 à. Nhầm nhò gì level 9. Wow, một con cân 3 con luôn. Đỉnh của chớp. Đỉnh của chớp luôn. Lần đầu tiên mà mình đánh cái kiểu mà một con rồng mà cân 3 con rồng luôn. À, lại thêm cái hình thoi vậy nè. Cái hình thoi này mà mọi người tích đủ là sẽ nhận được một cái vật phẩm nữa đó. Đâu rồi cái sự kiện? Cái sự kiện đây. Mọi người lại nhận được thêm 5 kim cương hả? Claim. Rồi, nhận 5 kim cương luôn. Ủa đâu? À, tap to open cái. 5 kim cương. Nhận được 5 kim cương. Rồi, chơi từ từ là mọi người sẽ nhận vật phẩm nè. Không biết mọi người hiểu cái cơ chế hoạt động của cái sự kiện này chưa ha. Nhưng mà cũng khá là dễ thôi. Cứ kiếm cái xu xanh hình thôi là mọi người sẽ được nhận quà. Đó. Này là chơi được nhận rồng cấp L hay sao á ta. Rồng cấp L còn mạnh hơn cấp E nữa. Nhưng mà rồng Heroic là mạnh nhất. Ok, thì cái rồng Heroic là đa số ai chơi game này cũng đều muốn sở hữu mà. Nhưng mà nó có sự kiện hết á. Từ từ rồi mọi người cũng sẽ được sở hữu rồng Heroic thôi. Thôi mình dứt luôn cái sự kiện này luôn đi. Tới 761 con mà không chơi thì hơi bị tiếc. Chơi cái này luôn. Để nhận một cái đầu đỏ. Tap 2 open, nhận được cái gì đây? Hai cái chìa khóa, mình vẫn không biết cái chìa khóa đó có tác dụng gì luôn á. 300, nhận được một cái đầu đỏ. 300 luôn mà đổi lại có một cái à. Ôi, chơi sự kiện này đúng lỗ luôn, đúng lỗ lã luôn. Không đi nữa đâu, cũng gần hết rồi đây nè. Mình chỉ có 3 cái đầu đỏ đó thôi. Đây, cái sự kiện này là nó như thế này nè, 3 trên 10 nè. Mình cũng không biết là nếu mà mình thu thập đủ 10 cái đầu đỏ thì mình nhận được cái gì nữa. Ok, thì mình sẽ dừng video tại đây và ngày hôm sau mình sẽ vào lại để cho mọi người xem con rồng cấp VR của mình nó mang hình hài như thế nào ha. Yeah, chào mọi người, mình đã quay lại rồi đây. Và cái này là ngày thứ 2 của mình. Một cái video mà làm trong tận 2 ngày đấy mọi người. Wow, lên level nữa nè. Ui, sao nó lên level đói thế nhở? Lên level 13 rồi lên level 14 luôn. Ui, game này ảo thật sự. Đúng ảo luôn, nhanh. Ui, vậy là mình sắp lên level 16 là mình sắp được mở bang rồi đó. Mình sắp được lập bang rồi đó. Để mình cho con rồng cấp VR của mình vào chuồng ở nha. Con này tới 3 hệ lận. Ui, cái gì đây?
À, tính năng mới hả? Cái gì mà Garden Master vậy? Hai này nói tiếng Anh không mà cũng không hiểu lắm ha. Ok, để mình xem nó hướng dẫn như thế nào. Ui, gồng mình có thể từ cấp C lên cấp L hả? Có thể sản xuất ra được gồng cấp cao ấy. Cũng không hiểu tính năng này lắm, nhưng chơi từ từ sẽ hiểu thôi ha. Cái này là... cứ bấm thế thôi là được rồi. Ui. Thôi đó, bỏ qua bên đi. Bây giờ mình cho rồng mình lên level 3 xem nó sẽ một hình dạng khác. Con này thì nhìn nó có vẻ đẹp hơn mấy con rồng cũ của mình. Rồng cấp cao cho nên là đẹp hơn xíu. Rồi giờ mình sẽ đem trứng này đem up thử ha. Wow, 14 tiếng luôn. Một con rồng gì? À, con rồng cấp R. Một con rồng cấp R nhưng mà nhìn quả trứng hơi bị đẹp mắt luôn mà. Chỉ là rồng cấp R thôi. Ủa sao chỉ like được hai con này thôi ta? Trai do lúc ấy nữa rồi, mình like thêm một lần nữa rồi. Ui, mất thời gian vãi 15 tiếng luôn. Không ổn rồi, nếu mà like ra quả trứng hồi nãy nữa chắc mình sẽ bán đi luôn á. Bán con rồng đó đi luôn. Like 2-3 lần luôn. À, mình lại có thể chơi tiếp nữa nè. Đó, đủ lượt chơi rồi đó mà. Từ từ đi, mình lại nhận được một cái gì mới nữa nè. Không, cái này không im lắm. Cái này mình cũng biết tác dụng gì nữa. Game khá là nhiều thứ mới mẻ cho nên là mình chưa rành lắm ha. Ui, hiện tại mình level 14 rồi. 2 level nữa thôi là mình có thể lập được bang phái hội nhóm. Lúc đó mọi người nhớ vô bang hội của mình nha. Ok, rồi. Nhiệm vụ của mình cũng đã hoàn thành cho mọi người xem con rồng cấp VR. Và bây giờ thì video của mình dừng tại đây thôi. Video này mình đã quay trong 2 ngày và hơi bị cực luôn. Cho nên là dừng tại đây thôi ha. Bây giờ thì bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video clip sau. Bye bye.